Và cứ từ đó mà các bạn duy trì và nhắc bé cún thì bé cún cả đời nó sẽ đi vệ sinh đúng chỗ. Làm sao dạy cho bé cún đi vệ sinh và khay? Để tập cho bé cún đi vệ sinh và khay thì chắc chắn mình sẽ có cái chuồng, cái khay và cái quây. Combo chuồng, quây, khay, trong khay mình có lót tã nữa, là tập cho tất cả những bé cún qua cái combo này và theo bài tập của Boss Dog thì đều đi vệ sinh được và khay hết. Và cứ từ đó mà các bạn duy trì và nhắc bé cún thì bé cún cả đời nó sẽ đi vệ sinh đúng chỗ. Bông đi vô đây làm mẫu cho các bạn nhé. Thời gian đầu bé cún chưa có quen, bé cún chưa có biết nhịn để đi theo giờ thì chúng ta hỗ trợ bằng cách là để bé cún ở trong chuồng gần như là 24/7, chỉ thả ra để đi vệ sinh kèm trong khay 1 phút và cho bé cún ăn. Bé cún phải ở chuồng đủ lâu thì nó mới ghi nhận đây là một cái phòng riêng. Theo cơ chế cái ổ của bé cún, loài chó nó sẽ giữ sạch cái ổ, nó không đi vệ sinh ra cái ổ đâu. Cái đứa nào mà đi vào cái chỗ nó ở là cái đứa đó nó đang bị loạn nha. Cứ khoảng 3 tiếng một lần mình sẽ đưa bé cún ra, mình sẽ quay lại, mình quay nhỏ lại nha. 3 tiếng một lần, đó là một cái khoảng thời gian sau khi uống nước là dễ mắc tè nhất. 3 tiếng một lần rồi quay nhỏ lại, rồi đừng có thả ra nhà nha, thả vào đây để kèm cho bé cún. Khi mà nó mắc tè á, nó ra khỏi cái ổ thì có xu hướng rất là cao là bé cún nó sẽ đi vệ sinh. Lúc này bé cún có nhảy chồm, có đòi, có sủa, mình cứ làm lơ đi, không quan tâm. Mình đừng có giao tiếp ánh mắt với bé cún, vì không có ai chơi, không có việc gì để làm, cũng không có gì để ăn thì bé cún nó sẽ đi vệ sinh. Và lỡ mà bé cún đứng lệch ra khỏi cái khay thì mình nhẹ nhàng, mình xê dịch cái quây nhẹ nhẹ một xíu, hơi đụng người là bé cún nó sẽ lùi vào trong cái khay. Đó là cái mẹo. Lỡ mà bạn quay cái quay to quá, cái khay nó nhỏ thì các bạn đụng cái là bé cún nó chạy vô trong khay. Bé cún sắp đi ra lệch khay rồi, mình sẽ kéo nhẹ, thật là nhẹ nhàng, đụng nhẹ một cái là bé cún sẽ lùi về trong khay. Đó là cách chúng ta kèm cho bé cún không lệch cái khay. Lỡ mà bé cún không đi thì sao? Thì lại về chuồng, rồi lần sau khoảng 3 tiếng mình lại kèm tiếp. Cứ như vậy đúng bài, duy trì vài ngày. Bé cún nào mà trước đây tập sai á thì phải mất khoảng 1 tuần đến 3 tuần. Còn bé cún nào mà mới tinh, chưa có bị học sai thì các trường hợp Boss Dog tập với bé cún và theo dõi hướng dẫn cho mọi người, nhắn tin cho Boss Dog thì chỉ trong khoảng 3-4 ngày là bé cún bắt đầu ra là đi vào khay. Chừng nào mà nhịn không nổi thì mới đi trong chuồng, còn bắt đầu nhịn được bao nhiêu là sẽ chờ để đi ra khay bấy nhiêu. Thì đó là những cái trường hợp mới. Còn trường hợp nào mà lỡ dạy sai thì cũng phải có thời gian đánh đổi xíu nha.